thích đó nó dẫn đưa chúng ta đi đến chỗ tái sanh nhé. Vì chúng ta ham thích cái này thì còn cái tâm ham thích thì không có được cái gì hết. Cho nên ở đây chúng ta biết rằng cái sự tu tập của chúng ta là chúng ta rất tiếc cái thân của chúng ta. Các con nhớ, bởi vì các con bây giờ có tiền bạc bao nhiêu, mất thân này rồi, con không đem tiền bạc mà mua cái thân khác được, mà phải chịu biết bao nhiêu đời để mà trả cái thân này. Nghĩa là cho tới cuối cùng mà được tái sanh là người không biết bao nhiêu đời nữa. Cái thời gian đối với nhân quả nó không có các con. Còn bây giờ chúng ta đối với chúng ta, cái thời gian của chúng ta nó có. Nó có tại vì chúng ta trong một kiếp này chúng ta tìm một kiếp khác nữa không cũng được. Cho nên nó có cái thời gian. Còn đối với nhân quả nó không có đâu. Nó có thể liên tục chúng ta sẽ làm chúng sanh không biết bao nhiêu thời gian, bao nhiêu cái thời gian của nó, bởi vì nó không có thời gian mà. Cho nên khi mà chúng ta trở làm con người thì không biết bao đời mà chúng ta rồi đến mà để mà gặp được mà một người mà giải đúng cái pháp cũng không phải dễ đâu. Bởi vì cái duyên của con người ta mà gieo tà pháp thì luôn luôn lúc nào chúng ta sanh lên làm người thì chúng ta cũng gặp tà pháp, không bao giờ gặp được. Cho nên ở đây thầy nói thật, rất thầy nghĩ rất là đau lòng, biết được mà nói không được, làm cái gì cũng không được hết, mà người ta còn muốn hãm hại mình một cách rất là đau khổ chứ. Mình thương người ta, mình nói sự thật cho người ta nghe, mà người ta tìm cách người ta diệt mình để người ta hưởng những cái cạn bã, những cái đau khổ, những cái danh lợi đó làm gì. Bởi vì người ta đang sống, thầy nói là người ta đang sống ở trong những cái chùa to Phật lớn, những cái nơi mà người ta tiểu nghi như người thế gian, người ta đang thích đó. Mà thầy nói cái này không giải thoát, cho nên họ tức, họ tìm cách họ hại thầy. Có như vậy mà thôi, cho nên họ hại thầy để làm gì? Để mà họ sống trong cái trôi lăn ở trong những cái luân hồi của họ như vậy. Rất là đau lòng. Cho nên bây giờ muốn làm sao cứu người ta được thì nó tùy duyên, chứ bây giờ không làm cách nào khác. Đâu phải chư Phật không thương chúng sanh, thương nhưng mà làm sao mà giải được. Cho nên không phải là nguyện độ hết chúng sanh như đại thừa, chúng ta làm sao độ được hết. Một cái lời nói của Bồ Tát đại thừa nó nói là nó nói để mà phỉ người ta mà thôi, chứ thực thật là ở đây tùy duyên mà thôi. Bây giờ mấy con biết thầy nè, mà thầy nói hết lời như vậy mà các con thực hiện có đúng không? Nhiều khi các con thực hiện sai. Cho nên luôn luôn các con kéo dài cái thời gian rất dài, rất đau khổ. Họ như ví dụ bây giờ người ta hiểu được rồi thì hàng tháng có thể đó là 1 ngày 2 ngày lên trên này để mà tập luyện, khi mà còn thầy, chứ nếu mà mất thầy rồi biết ở đâu. Như hôm nay thầy nhắc nhở các con mới thấy được cái con đường tu. Chứ không khéo, không có thầy thì làm sao ai nhắc nhở cái này. Tôi sao cho đúng, tôi sao mà được giải thoát. Mà Đức Phật đã nói rõ ràng cái câu Đức Phật nói, pháp của ta đến để mà thấy không có thời gian. Thế mà câu nói rất rõ ràng thì ai nghĩ được. Còn câu nói để chúng ta thực hành các pháp tu thì các con thấy chư ác mà ta chúng thiện phụng hạt tự tỉnh kỹ. Chúng ta muốn cho cái thân tâm chúng ta thanh tịnh thì các pháp ác chúng ta đừng có làm, mà làm các pháp thiện. Có bao nhiêu đó thôi. Vậy thì các pháp thiện như thế nào, các pháp ác như thế nào, chắc chắn thầy đã nói. Các con đã hiểu biết mỗi cái tư tưởng, mỗi cái tâm niệm của chúng ta hiện giờ với con người chúng ta là ác chứ không phải thiện nữa. Cho nên nó có những cái niệm gì thì ngay đó chúng ta phải tư duy xả nó, chứ không phải ức chế ngăn dừng nó một cách đột ngột như vậy được, mà phải quán xét để mà xả đó. Thì như vậy các con sẽ thực hiện được mà không phí uổng một cái đời làm người. Nếu để mất cái thân này thì rất khó. Các con nghe cùng băng của thầy mà được thân người là khó, được Phật pháp còn khó hơn mà. Thế mà hôm nay được chánh pháp đúng là đời của Phật dạy, sống trong thiện pháp, ngăn cả pháp, đúng là đưa chúng ta đến chỗ cái trạng thái tâm thanh thản vô sự và an lạc. Nỗ lực thực hiện được như vậy thì bảo đảm cái đời sống của các con. Thầy nói rằng nay mai hoặc mốt bữa nào đó thì các con sẽ làm chủ hoàn toàn. Còn bữa nay thì các con tu trong giờ này, các con thấy được sự giải thoát trong giờ này. Giờ kế các con sẽ thấy được sự giải thoát trong giờ kế. Các con giải thoát như thế nào? Đâu có phải tự tin tư duy của chúng ta. Sự tư duy của chúng ta sẽ thấy sự giải thoát.